Dạ con chào các cô ha. Hôm nay á thì con sẽ like cắt video ra. À con like đồ mới, hôm nay đồ mới con về con đang mặc trên một bộ đồ ha, đồ ton 5D ha. Đồ ton 5D của con chiếc này rất là đẹp luôn. Nhưng mà con xin lên giá một xíu ha, tại bên xưởng họ lên á cho nên là con xin phép con lên 5.000 ha. Là một bộ như vậy có giá là 105.000 ha các cô. Dạ. À, con xin nói ha là con sẽ cắt video ra, con like từng size, con like từng size cho các cô ha. À, hiện tại là con đang mặc size 3 và con like size 3 trước à. À, size 3 của con á, thì là tầm khoảng từ 50 đến 58 kg. Con xin lỗi 50 đến 60 ha. Nếu như mà tầm khoảng dáng tầm khoảng mét 6 như con á, mét 6 mấy á, cỡ mét 62, 63 thì cũng 60 kg cũng vừa ha. Tại con đang mặc rất là rộng mà, con có 55, 57 kg thôi. Dạ. Bộ đồ rất là đẹp ha các cô. Chiếc này 5D về rất là đẹp luôn. Cái màu cực kỳ đẹp luôn ha các cô. Sang ha, bông hoa ha, bông hoa li li nhỏ nhỏ ha, màu hồng. Dạ đây, cái vải rất là đẹp luôn. Dạ đây con mặc ha. Bộ đồ này size 3. Cái ống quần à, ống quần rất là dài ha các cô. Ống quần rất là dài luôn, qua đầu gối con luôn. Cái chân của con này nó qua luôn. Khi mà nó rút lên thì nó sẽ tới ha, nó sẽ tới đầu gối à. Dạ đây, con đứng xa các cô thấy không ạ? À? Rất là xinh luôn ha. Bộ đồ form bồ rất là đẹp mà, cái form đồ rất là đẹp luôn. Tay thì tay áo tới đây ha các cô. Con mặc đang mặc rất là rộng luôn cho nên là con nếu mà chiều cao tầm khoảng 65 mà nặng 60 kg thì bộ đồ size 3 vẫn vừa hay các cô, tại con mặc rất là rộng. Con chỉ có cao mét 6 thôi nhưng mà con nặng là còn có 50 55 57 kg. Dự trù là còn khoảng bao nhiêu mà có khi lên có khi xuống á các cô. Dạ rồi. Con like ha. Size 3. Size 3 mã 1 là con đang mặc ha. Size 3 mã 2. Bộ này rất là đẹp luôn. Mã 2. Dạ con dơ áo lên cho các cô xem ha. Con dơ áo lên cho các cô xem. Size 3 mã 2. Dạ bông như con ha. Bông rất là đẹp, rất là sang luôn ạ. Dạ đây ha. Rất là nhu ha. Nhìn mặt lên rất là sang trọng luôn ạ. Size 3 mã 2. Size 3 mã 3. Size 3 mã 3. Dạ đây. Size 3 mã 3 ha. Size 3 mã 3. Con chỉ dơ cái áo lên thôi ha. Vì thời lượng có hạn cho nên là con chỉ dơ cái áo thôi. Các cô muốn xem quần á thì có cô inbox riêng giúp con ha. Hoặc là kết bạn với con qua số điện thoại 0343 300 210 ha. Đó là số điện thoại của con và Zalo của con luôn ạ. À. Dạ đây, mã 3 ha, mã 3. Mã 4 của con ạ. À. Dạ đây cái áo đây, mã 4, mã 4. Mã 4. Mã 5. Dạ mã 5. Ton 5D ha các cô. Cái chỗ này á là họ may rất là nhiều mẫu mã luôn cho mình dễ lựa chọn luôn. Dạ con về hình như là có khoảng mười mấy mẫu, mười size 3 á, là nó không có trùng nhau cho nên là con like như vậy cho các cô dễ lựa ha. Mã 5, mã 5 của con ạ. À. Mã 5 size 3. Từ 50 kg. 50 kg thì nó mặc hơi rộng nhưng mà khi mà nó rút lại thì nó vừa ha. Mã 6 ha, nó rút lại là nó vừa phơm với những cô mà thích áo rộng, phơm rộng á cô, chứ 50 kg thực ra là nó sẽ rộng ha. Dạ size 6 là cái lô này con không có size 2 ạ. À. Mã 6 ha, mã 6. Mã 6 ạ, à, mã 6. Dạ mã 7 là một em hồng ha, quá là đẹp luôn á cô, một em hồng quá là đẹp luôn. Mã 7. Một bộ như vậy là chỉ có một size đây ha. Một bộ như vậy có một size cho nên nó là một mẫu như vậy có một size thôi cho nên là con sẽ like mã ha, mã 7. Mã 8 à, mã 8 là em xanh. Dạ. À, mã 8 là một em xanh. Dạ đây. Xanh ha. Rất là đẹp luôn ạ. À. Mã 8. Size 3.
size 3 mã 8. Mã 9 nè, mã 9. Dạ đây mã 9. Hình chiếc lá có cô lá quá đẹp luôn. Cái nền bông cực kỳ đẹp luôn ạ. Rất là sắc sảo luôn ạ. Nền bông hoa 5D ha các cô, 5D ha. Nó có hai cái túi rất là sâu. Hai cái túi rất là sâu. Mã 10 ạ, mã 10. Chiếc này về bông quá đẹp luôn các cô ơi, con đợi mà chiếc này nó mới về á, sắp sửa là nó về nhiều đồ, rất là nhiều đồ ạ. Mã 10. Hiện tại là con đang live size 3 ha. Hiện tại là con đang live size 3. Một tí nữa là con sẽ cắt video ra, mỗi video là một size ha, cho cô dễ lựa ha. Dạ rồi, mã 11 của con. Dạ đây có ba hàng nút ha. Ba hàng nút nhìn rất là sang ạ. Ba hàng nút hàng sang. Cái chỗ này là phấn, là phấn, đây là phấn người ta vẽ á, có cô, người ta vẽ chứ không phải là phấn dính đâu ạ. À. Quần rất là dài ạ, mã 11 quá đẹp luôn ạ. À. Nền tối ha, mã 11. Mã 12 là một hình chiếc lá ha, mã 12 là một hình chiếc lá. Rất là đẹp luôn ạ. À. Bộ phơm này rất là rộng ha, cho nên là 60kg vẫn vừa ha các cô, nên các cô đừng có lo ha. Cô nếu mà cô muốn mặc rộng á thoải mái á, thì các cô nhích lên size 4 giúp con ạ. À. Nhích lên size 4 giúp con ha, mã 12, 13. Con có 14 mẫu cho 14 mã ha, 14 mã cho size 3 ha, 14 mã size 3. 14 mã size 3, 14 mã size 3. Rất là đẹp ha các cô, 14 mã size 3. Dạ đây. 14 mã size 3. Mã 14 ha, mã 14 là mã cuối cùng. Mã 14 ha các cô, mã 14. Dạ rồi, mã 14 ha. Dạ rồi, con kết thúc video ha. Con kết thúc video và con sẽ lên tiếp tục video size 4 ha, ở video sau ạ. À. Con cảm ơn các cô ạ. À.